Chào bạn, đã về Tiền Giang, Bến Tre thì cũng ghé vô Cùng Phụng thăm khu di tích của ông Đạo Dừa. À, để cặp ngà voi. À. À, bên đó giữ, này là chỉ làm cái mô hình, này đồ giả. Ăn chay thôi. Này các tiểu sử về ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam. Mấy bạn có thể tìm thêm trên Google về ông Đạo Dừa này, có nhiều cái chi tiết cũng rất thú vị về cuộc sống đời của ông. Nguyễn Thành Nam tên của ông Đạo Dừa. Chính dòng người ta nói sao có làm luôn 10 con cũng được. Chính con rồng là dòng sông Cửu Long, chính nhánh dòng sông. Ở đây các bạn cũng có thể chụp ảnh với cái hoài chiếu có nhiều nải. Trăm nải á. Em muốn chụp không? Bạn nào có thời gian thì chụp hình. Các bạn nào không có thời gian thì chụp hình thôi. Bạn nào có thời gian thì đứng đếm rồi bao nhiêu nải. Đếm xong đếm được không? Này ai mất ngủ á, mất ngủ ra đây đếm. Đúng rồi. Y như đếm cù vậy ha. Đếm chữ. Mất ngủ bên này đếm xuống. Đếm. Anh Quân đang thử cảm giác mạnh. Em làm sao làm miễn sao đu chắc cái dây trên là được. Cố lên. Rồi bên kia nhiều người hâm mộ lên lắm anh Quân. Anh Quân ơi, cố lên anh Quân ơi. Sẵn rồi này ra lại. Sau khi anh Quân sắn quần thì anh Quân lại tiếp tục vé vào tham quan cái khu Đạo Dừa là 15.000 các bạn. Tham quan thì có thể có mấy trò chơi thiếu nhi nữa bên kia nữa các bạn. Mình cũng rất hồi hộp cho anh Quân. Wow, tuyệt vời. Đi cái này cũng có thuật các bạn. Các bạn chú ý giữ cái hai cái tay chắc cái dây trên thôi. Cái chân để bám hờ thôi. Bạn nào cứ lo cái chân rờ cái tay ở trên nó tụt tung dây cái rất liền à. Rồi một chàng vỗ tay cho anh Quân. Lái xe cũng giỏi mà đu dây cũng giỏi. Bên đây là cái khu trò chơi cho mấy bạn trẻ thích năng động hơn. Đu thang dây. Mấy bạn nào ở mấy cái chung cư cao cấp thì nên học cái mấy trò này. Cố lên. Vượt qua bạn kia luôn. Vậy mới giỏi, mình đề mức mình cao hơn. Mấy bạn có nhớ cái chơi cái môn thi thể thao thế giới các bạn, nhảy cầu cho đẹp á, đây cũng có nè. Cái này là bắt nguồn khởi nguồn của cái trò chơi của cái môn thi đấu đó nè. Đây là đi ra cây cao nhảy. Còn cái trò này rất là dễ, các bạn thấy không, mi đi bộ qua thôi. Nó nói này là nói chơi thôi các bạn. Này là đi bộ để chơi thôi,
Còn nếu mà bạn muốn thi đấu là cái này, cái đường này, cái đường mà nhỏ nhất thế giới này, khó khăn nhất thế này, để đi xe đạp địa hình đó. Ở đây các bạn thấy đó có chiếc xe đạp nè, bạn mà rảnh rảnh á tập chạy chạy qua tới bên kia, từ đây mà chạy qua kia là các bạn đoạt giải 1 triệu đô nha, 1 triệu đô của Zimbabwe á. Mình đã thấy có con cá mang rổ, mấy bạn có biết có cái con cá cung tên không? Nó phun nước lên rớt con rớt con ruồi xuống á, là nó bạn đuổi lấy là hay cá rô biển á, là nó nè, đuổi chuồng này nó giết theo, nó kiếm mồi á, nó phun À, mình nghĩ mấy bạn nữ kia sẽ chạy xe đạp, mà mấy bạn nữ chỉ đi chèo xuồng thôi. Là mua vé 70.000 các bạn có thể chơi cho thuê đồ, 70.000 để thuê đồ, rồi các bạn tự chơi mấy trò chơi này, chèo xuồng, chạy xe đạp trên cái đường nhỏ nãy như các bạn thấy. Đằng kia thì có trèo lên cái phao kia, rồi phía trên cao đó thì có cái dây, bạn đu từ bên đó qua bên đây nữa. Mình thấy có mấy nhà sư trẻ thích trò chơi mấy trò chơi mạo hiểm này. Nên mình ngồi đây mình canh, mình quay lại cho bạn coi rồi mấy chú tiểu hay mấy sư thầy đó chơi như thế nào. Thì cái trò này cũng rất là vui nè các bạn. Cái trò mình ra đây nói không ai nghe. Như các bạn thấy cái ở đây có cái đường rất là nhỏ. Mình cố gắng mình thi đấu, mình chạy cái xe đạp qua cái đường này ha bạn ha. À, cái này giới thiệu bạn hàng thật 100% nha, không có này, mình chỉ vô tình bé Mỹ rồi chơi mà nó chơi chèo thuyền, nó thôi chèo thuyền con về nhà con chèo, chứ tự nhiên ra đây chơi chèo thuyền. À, lấy lên cho thầy con. Thầy, con thấy cái bánh xe hơi mềm á, lựa cái bánh xe nào nữa. À, cái bánh xe mềm xèo à. Này, này người ta này là có cái này chơi tiểu xảo rồi, trời ơi, chơi bánh xe mà dở được ra được luôn. Mặc cái xe. Đáng thầy là thầy đi được ấy, tại vì là do cái bánh xe này. Bánh xe mềm mà còn nó xếp sai đâu hả? Coi cái bánh xe nào nó mềm, nó cứng tôi thấy mềm xèo quá. Phải lao từ trên cố lên này. Lại bay thầy thì giỏi phải chạy ăn nửa đường rồi.
con lại con kéo lên. Anh động tâm quá là anh rớt đi mà. Anh động tâm quá rồi. Anh chạy đâu phải làm vậy, tôi có chạy mới được. Con bước ra đây. thầy chạy được nửa đường nha bạn. Cái này phải ví dụ như cho mấy bạn trẻ mà thi đấu á, mấy bạn sẽ dán ví dụ như mức 1, mức 2, mức 3, ví dụ mức 1 là 100, mức 2 là 200, mức cuối cùng là 500, mức 3 cuối cùng các bạn là dán cái tờ 500, chạy qua được cái khỏi tờ tiền nào thì được lãnh tờ tiền đó chẳng hạn gì, cho mấy bạn trẻ thôi. Còn này là thầy chỉ chạy để mình vận động vui thôi các bạn. Tạo nụ cười. Thầy trơn quá, thầy té luôn trời. Chắc nói thầy cởi biết bơi thì đâu cần áo phao sâu không chắc đâu. Không, ví dụ như cái đây mình té xuống cái đụng nó cắn gì à, sẽ cắn à, dạ đúng rồi, cạnh cắn cái này sẽ luôn. Từ từ nha, bây giờ anh hít một hơi thật sâu vô, anh im ru, anh đừng có nghĩ gì hết. Lấy gì ra đi. Rồi. Chơi. Hay hay vô lại. Cố lên, 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 cố lên rồi ơi. Từ từ nha, từ từ, tập trung vô, tập trung vô. Thầy phải vượt hơn hồi nãy là. Bây giờ lấy tấm xe ra, anh làm cái eo, anh chạy qua kia luôn. Cây nha. Đúng rồi. Làm quen đi xe đi đó. Bởi vậy hồi giờ anh chưa làm. Không, có qua rồi. Có thử này rồi. Rồi. Lên. 1, 2, 3. Rồi, ok quá. Thấy cái ngon hay nha, ngon ăn hơn. Ngon ăn rồi nha, tới luôn. Ngon lên, ngon lên. Cố lên đi ơi. Ngon lên ơi. Một lần nữa thôi là tài qua bên kia rồi. Không đi vòng bên kia, chắc thầy đi vòng bên kia. À đúng rồi. Rồi mi. À thấy không? Càng lúc thầy càng tiến bộ hơn đúng không? Lần đầu tiên thầy rơi ngay đây. Lần thứ hai ở giữa cầu. Lần thứ ba là 3/4 của cầu các bạn, gần kết thúc luôn. anh Quân tài xế đang hỗ trợ thầy lấy xe lên. Mình nghĩ là thầy sẽ chạy một lần nữa và hoàn thành cái đoạn đường. Các bạn có tin không? Không tin hả? Chờ xem. My theo con thì thầy chạy lần thứ tư, thứ năm có thể vượt qua được không? Được không? Được không? À, thầy Phước, thầy tên Phước. Mấy bạn, thầy đổi đường, thầy chạy từ đầu kia thầy chạy lại luôn. thầy bên đây nói thấy anh Phước, thầy Phước bên kia chạy gần tới hù cho rớt luôn, không cho tới. có người thổi còi bên kia, thử thầy thổi còi luôn, cái áo phao thầy có cái còi thầy thổi luôn. rơi ngay cái chỗ thầy đi, thầy đối diện cái tới chỗ thầy rơi nãy mà.
À, mình hy vọng thầy sẽ vượt qua chướng ngại vật các bạn ha, cổ vũ thầy nha các bạn, cũng như cái khó trong đạo vậy đó, mình tu luyện gặp những cái trở ngại, những cái thử thách, những cám dỗ mình vượt qua được thì mình đắc đạo vậy thôi. Đó là cái triết lý của cuộc sống, cũng triết lý của đạo Phật là vậy các bạn, cái gì cũng phải có khổ luyện, tu luyện khổ vượt qua giác ngộ được thì đạt được cái cảnh giới. Tuyệt vời các bạn, tuyệt vời. Sắp tới rồi các bạn ơi, còn chút xíu nữa à. Mấy bạn thấy không, chỉ còn một cái nhịp cuối cùng thôi, rất là ngắn mà. Cái thầy này chơi suối không? thầy này treo giải 1 tỷ đồng cho thầy kia chạy. Chơi xô. 1 tỷ. Xin lỗi các bạn, mình cười trước, mình cười không nổi nữa. Mình ráng cố gắng mình kìm để mình giữ im lặng cho mấy bạn mấy bạn coi. Đừng làm thầy mất tập trung. Mi xuất ra, thầy sắp tới anh kia rồi kìa con ơi. Thầy 1 tỷ. Yeah. Được rồi, cán mất rồi. Các bạn thấy cổ động viên của thầy rất là nhiều. Các bạn thấy không, mấy bạn bên đây không chơi luôn, để cổ động cho thầy. Không mà sao lên danh mất rồi, lên cái mất rồi. Thầy đổi trò chơi bạn, thầy không chạy xe đạp nữa mà thầy đu dây mạo hiểm. Miễn bình luận nhớ bạn. Bạn mi đưa cho mình cái còi trong cái áo phao nè, để mình thổi còi. Cũng chơi cái chỗ đó là có cái nút các bạn, rồi là đó cái giày nó sẽ thắng lại mà mình sẽ té. Thầy nhảy cầu kìa các bạn.
Nãy là 1 tỷ rồi, nãy bên mức bên kia là 1 tỷ rồi. Tập trung cho trưởng vào. Con cho 24 tỷ. Rồi hứa vô hứa nha. 2 tỷ số. Đưa 2 tỷ số liền. Thằng em qua hốt luôn. Này, tới đi. Anh lấy đi chưa? Anh quên chưa vậy? Trời nha mày. Anh có thể coi đó nha. Trả giờ hỏi thầy. Rồi được tỷ rưỡi rồi đó bà. Không ngã cây sọt là không á. Cái coi đâu? Nói chung là mấy bạn nào đó giờ bị cái bệnh mà trầm cảm không có cười được thì mấy bạn nên đến đây để chữa nha bạn. Đến đây các bạn có thể hòa mình cùng cái những cái trò này, người ta chơi mình cười thôi là được rồi, khỏi cần chơi. Bên kia một anh xích đu, một anh đẩy, anh trên xích đu không té mà anh đẩy té đứng ao. Cái hồ này phải đặt tên là cái hồ vui nhộn ra như đây, mấy trò chơi này cười. Cười ơi, cười à, con chị đi đi. Quay đâu? Quay đâu? Rồi mấy bạn coi phần mạo hiểm cuối cùng, mình xin kết thúc clip này ở đây nha bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Lần đầu tiên thấy mấy sư thầy Thiếu Lâm chơi trò chơi mạo hiểm. Bạn này thì không phải, bạn này người thường. Cười đã rồi bạn.
cười rã ruột luôn á. Cảm ơn các bạn nhiều nha, chào các bạn.